bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, celebrate the sacredness of the call to mind our sins and
failure, thank the Lord for his mercy. My brothers, you will be ordained as a priest because you have made a choice for God and for God alone. You will give to people that for which they are looking, God alone. It is through your ministry, especially in the Eucharist, when you will hand on the very person of Jesus Christ himself. However, you cannot do this unless you are completely immersed in God himself, and your relationship with him is the sole focus of your priesthood. While you certainly will be involved, as all priests, in many activities, some we choose and some we prefer not to choose, you must avoid the temptation, which is easy to give into, which is to get so immersed, so involved, so busy, that you lose the focus that is essential, God alone. However, getting caught up in God, especially in the Eucharist, will always enable you to put everything else into perspective and bring you the joy that the Lord promises you. Pope wrote, quote, "The priesthood is, in its deepest reality, the priesthood of Christ himself. It is Christ who offers himself, his body and blood, in the sacrifice to God the Father. For this reason, the celebration of the Eucharist must be the most important moment of the priest's day. Recall the words of Cardinal of Antoine, to concentrate completely and totally your lives on the one thing that is necessary, and that is to continue to make a choice for God alone." Chết cho tình yêu.
Con tiến lên bàn thành Chúa, dâng